Chương trình tuyển lựa giọng ca vàng Houston 2016 lần đầu tiên có mặt do Apple TV 55.4 tổ chức. Giám đốc điều hành, bác sĩ Nancy Mai. Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hoàng Văn. Thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Về voice đó, anh cần phải mở miệng lớn ra và hát cho nó thoát ra. Nhạc sĩ Phan Thanh. Tôi rất nói tiếc cái giọng của anh, mấy cái kia là thuộc về yếu điểm không à. Nữ ca sĩ Kim Phượng. Và những phần sau và phần trước anh hát lộn tùm lum hết. Xin mời ba vị giám khảo đồng loạt cho em coi màu. Chỉ có trên ABTV 55.4. Thanh Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV 55.4. Và kính thưa quý vị, cái bên Thanh Thanh là một thí sinh nữa. Và trước hết Thanh Thanh xin được chào anh Hiếu Liêm. Và xin anh cho biết anh đến từ đâu ạ? Dạ, tôi cũng đến từ Houston. Dạ vâng, tức là anh ở tại thành phố Houston này. Yes. Dạ vâng, lý do tại sao ngày hôm nay anh lại đến với cuộc thi giọng ca vàng? Bởi vì mình cũng đam mê về ca hát. Anh đã hát được bao lâu rồi? Hát ở nhà chứ không hát được bao lâu. Tức là anh có bao giờ ra những cái nơi, những tụ điểm mà lên hát nhạc sống chưa? Dạ chưa có bao giờ có. Chưa bao giờ mà ngày hôm nay anh đi thi như vậy thì chắc hồi hộp lắm. Nhưng mà lý do tại sao mà anh lại có đủ can đảm để mà mình nghĩ là mình sẽ đi thi? Bởi vì mình đam mê ca hát á, thử đó mình mới đủ can đảm mình ra thôi. Bởi vì mình thích ca hát thôi mình cứ... Chúc anh thật nhiều may mắn. Dạ cảm ơn. Thanh Thanh cảm ơn quý khán thính giả. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình giọng ca vàng Houston. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì ba vị giám khảo đã chuẩn bị làm việc và Trọng Hải xin được phép mời thí sinh đầu tiên trong buổi thi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thí sinh đầu tiên mang tên Hiếu Liêm, số báo danh 39. Xin mời anh Hiếu Liêm. Dạ vâng, chào anh Hiếu Liêm. Hôm nay anh là thí sinh đầu tiên trong cái ngày thi hôm nay. Thì cái cảm giác của anh như thế nào? Có hồi hộp không của anh? Thì thường thường nếu mà ca thì đương nhiên là nó hơi rung hồi hộp một chút. Dạ vâng, thi là hồi hộp rồi nhưng mà ngày hôm nay anh là người đầu tiên nữa. Thật ra Trọng Hải xin chúc anh tất cả những gì may mắn nhất trong giờ phút bây giờ. Dạ vâng, xin mời phần dự thi của anh. Dạ cảm ơn. Hiếu Liêm, tôi xin trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Diệu Hương, Một đời vẫn nhớ. Một đời tôi vẫn nhớ đến em trong những tháng năm dài. Ôm mối tình sầu với em tôi biết sẽ tan phai. Một hồn tôi say giấc bước chân đi trên cát buồn. Biển vắng đêm nay xót xa một mối tình công mây. Làm sao em biết tình này chất chứa thật đầy. Dẫu khi từ trong con tim buồn bã vô biên quá rồi khó nói bằng lời. Cho môi cô éo dần thôi. Một đời tôi vẫn nhớ đến em trong những phút xa rồi. Em đến tình cờ với tôi như thoáng muôn giấc mơ. Thủy thuyền ơi cơn sóng xóa tan con thuyền trôi giữa dòng. Tôi biết tình ta mai là muôn gốc đời cách xa. Thủy thuyền ơi cơn sóng xóa tan con thuyền trôi giữa dòng. Tôi biết tình ta mai là muôn gốc đời cách xa. Dạ vâng, xin chúc mừng phần thi vừa rồi của anh. Trọng Hải nhìn thấy anh thì thấy anh có vẻ rất là tự tin, không có phải là hồi hộp hay rung như anh nói. Dạ vâng, bây giờ Trọng Hải mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo, anh Viễn Phương. Tham dự bất cứ một cái cuộc thi trên sân khấu nào, anh có nhiều cái lợi lắm.
Thứ nhất là bây giờ anh khá tự tin. Thứ hai là anh có một cái giọng trời cho rất tốt. Ấm, trầm ấm và đầy. Mà lại thêm có cái lợi nữa cho anh nữa là có những người có cái giọng rất tốt nhưng mà họ không ăn micro. Giọng anh rất là ăn micro. Cho nên nếu mà anh đi trình diễn ra ngoài, có lẽ anh phải để cái micro, ví dụ như cái hệ thống âm thanh nó tốt như cái này, anh để xa một chút. Hôm nay âm thanh nó có vấn đề tí xíu phải không? Dạ, ok. Vâng. Đó thỉnh thở ra, đó là những cái ưu điểm của anh. Hát cũng có hồn lắm, chứng tỏ rằng anh cũng đã trình diễn nhiều rồi. Với tôi thì tôi sẽ mời anh đi tiếp. Nhưng mà nếu anh đi tiếp vào những vòng trong thì có những cái này tôi cần đề nghị với anh. Phát âm miền. Tôi muốn nói đây là tùy từng bài hát, nếu cái bài hát đó cần phải diễn tả bằng giọng Bắc thì anh hát giọng Bắc phải cho chuẩn, giọng Nam chuẩn giọng Nam, giọng Trung chuẩn giọng Trung. Cái phần mà phát âm miền này của anh nó chưa được lắm, thành thử ra anh cố gắng khắc phục cái này. Thứ hai, phần ngôn của anh có nhưng mà cần hơn và cần mượt mà thêm. Đó là ý kiến của tôi. Chúc mừng anh. Dạ vâng, coi như là anh Mỹ Phương đã nói cái ý của anh là anh đã cho Thanh, anh có hy vọng rồi. Dạ vâng, người thứ hai, xin mời anh Phan Thanh. Xét toàn viện thì tôi thấy về cái bài hát của anh đó, nó chưa có xuất sắc ở chỗ là nó chưa có ra cái hồn. Ra cái hồn được. Bởi vì mà ra thì mình hát không có nhạc thì nó cũng rất là vất vả để thể hiện. Nhưng mà nếu nó có được chút xíu hồn nữa thì rất là hay. Chúc mừng anh. Dạ vâng, xin cảm ơn Phan Thanh. Còn ai nữa đâu mà chị nhìn em chị cười, chị Kim Phượng. Anh Phan Thanh, em vừa tính khen là thí sinh này hát có hồn mà anh nói không có hồn. Em thấy có hồn quá trời luôn. Em cũng tính hỏi bộ Hiếu Liêm có đang thất tình hay không. Thật sự thì giọng ca cũng rất tốt, cũng rất là, cũng có ngân nga và cũng rất là thả hồn đi. Với em thì giọng hát của Hiếu Liêm em rất là thích. Dạ vâng, bây giờ mời ba vị giám khảo cho em biết ý kiến, giơ em ba cái thẻ màu lên vậy. Dạ rồi, hôm nay là một cái may mắn rồi. Và kính thưa quý vị, đầu xuôi thì đuôi lọt. Kính thưa quý vị, người mở hàng ngày hôm nay mà ba cái thẻ xanh thì tất cả các thí sinh ở đằng sau là ngồi dưới là coi như an tâm rồi đó. Dạ vâng, xin chúc mừng anh Hiếu Liêm rất là nhiều. Mời anh bước xuống dưới đây để nhận cái passport đi tiếp vào vòng trong. Dạ, cảm ơn anh. Lúc Hiếu Liêm lên thì chị tưởng là Quang Dũng. Chúc mừng anh Hiếu Liêm. Dạ, anh có thể nói cảm tưởng không? Bây giờ hiện tại thì nó còn hơi run chút. Mặc dù đã có thi một lần rồi, nhưng mà lần nào không hiểu tại sao cứ lên mà có ban giám khảo là tự nhiên mình run. Biết đâu tại sao chứ? Chắc có lẽ là tại vì nó là cái điều mà chính ca sĩ thường người ta cũng hay nói. Người ta kêu mà người ta ca bình thường đó, đúng không? Không có ban giám khảo thì người ta ca được, nhưng mà cũng vẫn tốt chứ vậy. Tại vì mình người miền Nam á, mình nghĩ cái miền Nam nó không có được, nhưng mà sẽ cố gắng. Và bây giờ anh có thể giơ lên được với quý khán giả được không ạ? Yes! Nhạc thì nhạc thất tình, nhạc nghèo với đau khổ không. Cái mặt em, sự diễn xuất của em, nó cười. Chỉ có trên APTV 55.4.